Tiếp nối đà bùng nổ diễn ra suốt năm 2015 và đà tăng trong năm 2016, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục là điểm nóng của thị trường bất động sản năm 2017. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Thường niên Thị trường Bất động sản Việt Nam 2016-2017, toàn cảnh và dự báo do trang tin bấtđộngsản.com.vn tổ chức gần đây. Năm 2016, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng là phân khúc có nhiều diễn biến tích cực nhất. Trong 12 tháng qua, chỉ tính riêng 3 địa bàn Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc đã có 35 dự án được chào bán mới ra thị trường với 12.000 căn hộ nghỉ dưỡng và gần 2.000 biệt thự. Nguồn cung tăng mạnh đã làm nổ ra cuộc đua cam kết lợi nhuận với các con số hấp dẫn hơn. Năm 2016, mức cam kết lợi nhuận dao động quanh mức 10-14% mỗi năm, tăng gấp rưỡi đến gấp đôi mức cam kết năm 2015 là 6-8%. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2017 sẽ tiếp tục bùng nổ, sẽ là cuộc đua không ngừng nghỉ của các ông lớn bất động sản như Vingroup, FLC, BIM Group, Sun Group, CEO, Novaland, đồng thời với sự trở lại của một số các chủ đầu tư nước ngoài như Indochina Land, Vinacapital. Năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm thị trường tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm bông tấn có tính cạnh tranh cao. Cầu du lịch Việt Nam thì triển vọng còn rất lớn. Và chúng ta có rất nhiều việc phải làm để tăng hơn nữa cầu về du lịch. Thế thì phải nói là triển vọng lớn là bởi vì cầu có khả năng tăng rất cao. Và hiện nay thì cung vẫn chưa được là bao nhiêu so với cầu trên thị trường. Thế chính vì vậy mà tôi cho 2017 thì vẫn là năm mà có thể có cơ hội phát triển mạnh cái phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đầu tư theo kiểu phi truyền thống. Tức là đầu tư là có chủ dự án đầu tư và đồng thời gọi được vốn đầu tư của rất nhiều người tiêu dùng. Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đạt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng. Theo giáo sư Võ, du lịch phát triển cũng là bàn đạp mạnh mẽ để thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phát triển trong năm 2017. Tuy nhiên, giáo sư cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng trước những rủi ro khi tham gia vào phân khúc này, như những bất cập của hợp đồng bất động sản nghỉ dưỡng giữa nhà đầu tư dự án với người mua. Thừa cung bất động sản nghỉ dưỡng ở một số địa phương có quá nhiều dự án đầu tư, làm giảm hiệu suất và hiệu quả đầu tư.